khu đất rộng lớn với điều kiện khí hậu và thiên nhiên thuận lợi. Thế nhưng để phát triển đối tượng cây trồng nào cho hiệu quả là điều khiến nhiều người nông dân còn khá băn khoăn. Và anh Phạm Văn Dương ở xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương cũng không phải ngoại lệ. Anh Phạm Văn Dương vốn là công nhân tại khu công nghiệp gần nhà. Nhận thấy thu nhập từ công việc này mang lại không cao, nên anh quyết định chuyển hướng đầu tư sang nông nghiệp. Thấy được cái gia đình nhà mình thì diện tích đất sản xuất canh tác là rất là lớn. Mà ông bà thì hiện tại là chỉ một vài năm nữa là ông bà cũng không thể canh tác được mãi được. Ông bà yếu thì là mình muốn chuyển đổi cái số lượng diện tích đấy để sang cái trồng rau sạch, và cái nhu cầu rau của bây giờ là rất là lớn, tiêu thụ cũng dễ dàng hơn. Khu đất rộng 5 hectare này là thuộc sở hữu của bố mẹ vợ anh Dương. Từ nhiều năm nay, chủ yếu được gia đình canh tác hai vụ lúa. Anh Dương dự kiến sẽ mượn khu đất này để thử nghiệm trồng rau ngắn ngày. Nói chung là gia đình tôi là ủng hộ các cháu làm. Bây giờ chúng tôi cũng có tuổi rồi, không làm ăn gì về cấy lúa nhiều cả. Trên này thì cánh đồng cao, nước thì không lên đến nơi, nhưng mà chuột thì nó ăn nhiều. Bây giờ chúng tôi là muốn là chuyển sang cái trồng cây rau các mùa. Không chỉ thuận lợi về nguồn đất đai rộng lớn để canh tác, khu vực gia đình anh Dương sinh sống cũng có điều kiện giao thương thuận lợi. Bản thân anh Dương cũng đã có phương án về đầu ra cho sản phẩm. Chợ mình đây này rất là thuận tiện, ở gần chỗ mà mình trồng rau. Chính vì vậy là nó rất thuận tiện cho mình trong việc tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai nữa, cái chợ đầu mối của mình ở cách đây cũng có 5-6 cây thôi. Nên là cũng rất dễ liên hệ để người ta vào, người ta thu mua cho mình. Phát triển các loại rau ngắn ngày để dễ tiêu thụ và xoay vòng vốn nhanh hơn là những gì mà anh đã tính toán trong những ngày đầu khởi nghiệp. Tuy nhiên, lựa chọn đối tượng cây trồng nào để phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu, đảm bảo thu nhập với anh Dương vẫn là một bài toán khó. Chính vì thế, anh đã làm đơn tham gia chương trình khởi nghiệp. Rất là yêu thích cái chương trình VTC16 của mình nữa, theo dõi rất là nhiều. Nên là mình rất là muốn là kết nối được với chương trình để mình nhờ chương trình tư vấn cho mình, cái giúp đỡ mình về cái phần kỹ thuật để mà mình có thể canh tác nó tốt hơn, đạt hiệu quả hơn. Để trở thành nông hộ của chương trình khởi nghiệp, anh Dương cần vượt qua các tiêu chí khảo sát như sau. Hiện tại, anh Dương đang tiếp quản khu đất hơn 5 hectare của gia đình vợ. Dự kiến vợ chồng anh sẽ dành 2 mẫu đất ở khu đồng cao để canh tác thử nghiệm rau ngắn ngày. Chuyên gia Nguyễn Thị Nhung sẽ tiến hành khảo sát tiêu chí đầu tiên là về vị trí địa lý. Chúng ta phải xem xét cái vùng trồng rau ở đây nó có thuận lợi cho việc, nó có đường xá để đi lại cho việc vận chuyển và tiêu thụ. Vì rau nó là ngắn ngày, chúng ta có thể trồng quanh năm và nó có rất nhiều mùa vụ. Thế cho nên là cái việc vận chuyển đường xá là rất quan trọng để lưu thông hàng hóa. Cái thứ hai là chúng ta phải xem xung quanh của cái khu 5 hectare này của nhà anh ấy có bị ô nhiễm về môi trường để ảnh hưởng trực tiếp đến cây rau hay không. Ví dụ như là các nhà máy, các cái trang trại, người ta có thải các cái khí độc hay là các cái nguồn nước ô nhiễm ra hay không. Nếu mà chúng ta không có những cái vấn đề đó thì chúng ta vẫn được trồng rau được như bình thường. Cô vừa đi một vòng quanh cái khu đất nhà cháu rồi. Cô thấy cái khu vực này ấy, thì đường giao thông, thì đường nội đồng là rất thuận lợi cho chúng ta chuyên chở vận chuyển nông sản. Và cái thứ hai là xung quanh thì cũng đều là các cái ruộng trồng lúa. Cái địa thế của cái khu ruộng của mình ở đây thì đều có thể trồng rau màu theo như ý muốn của mình được. Chỗ khu vực Bình Giang của chúng ta thì là chủ yếu là đất trồng lúa.
chỉ có một số nơi là người ta cũng trồng rau màu. Nếu mà cháu đã nghiên cứu thị trường khảo sát là nếu chúng ta trồng rau màu mà dễ tiêu thụ, thuận lợi tiêu thụ được, trước mắt thì chúng ta trồng với diện tích nhỏ, thì chúng ta cứ trồng theo với cái tiêu chuẩn chất lượng của rau an toàn để chúng ta lấy cái uy tín chúng ta cung cấp cho thị trường. Cũng rất là dễ tiêu thụ, thì mình nếu mà sản phẩm ra thì số lượng nhiều thì họ có thể đến tận nơi họ thu mua cho mình. Cái vấn đề tiêu thụ đấy thì mình không lo ngại lắm. Như vậy là tiêu chí vị trí địa lý đã đảm bảo yêu cầu. Với diện tích 2 mẫu đất, anh Dương có thể trồng các loại rau theo hướng an toàn để thử nghiệm hiệu quả, đồng thời có những bước thăm dò thị trường. Sau khi hoàn thiện quy trình, chuyên gia sẽ định hướng để anh Dương mở rộng diện tích, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, anh Dương cần vượt qua tiêu chí tiếp theo là về nguồn đất. Đây cũng là tiêu chí quyết định liệu anh Dương có thể sản xuất rau trong khu vực này hay không. Anh có thể cuốc cái đất lên để chúng tôi thử xem nó là thuộc... Cắn nhiều... Đào sâu không cô? Sâu 20 phân. Sâu 20 phân. Anh chào, đào một chỗ thôi anh ạ. Đào một chỗ sâu 20 phân thôi. Để cô xem... Để cô xem cái tầng đế cày. Cô ôi! Rồi, gãy rồi. Đi lấy cô khác đi. Đất có phải khá rắn hả cô? Rắn, đất sét. Tại sao cô lại muốn anh ý... đào sâu 20 cm. Cây rau màu ngắn ngày ấy, thì cái bộ rễ của nó nhìn chung đại đa số các cái rau nó ăn sâu khoảng 20, 25, 30 cm thôi. Thì muốn trồng rau là cái đất đó nó phải tơi xốp thì nó mới giữ được nước, giữ được phân. Chứ còn với cây ăn quả thì nó mới cần sâu hơn. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, đất trồng được coi là yếu tố quyết định cho năng suất của cây rau. Muốn rau sinh trưởng tốt thì khâu làm đất và bổ sung dinh dưỡng cho đất được đặt lên hàng đầu. Có rất nhiều loại đất có thể sử dụng để trồng rau như đất cát, đất phù sa, đất thịt, đất cát pha thịt. Tuy nhiên, phần lớn các loại rau ngắn ngày đều có bộ rễ khá mảnh. Độ sâu của rễ thường chỉ ở mức 20-25 cm. Nên đất trồng rau ngắn ngày phải là các loại đất tơi xốp, giữ được nước và phân bón. Sới lên như này chúng ta nhìn nó như là đất thịt nặng ấy. Đấy. Nó hơi chắc và cái tầng đế cày chỉ được khoảng 25 cm. Dưới này là đất sét rồi này. Đấy, đất đỏ rồi này. Đấy, cái tầng này mà chúng ta muốn cải tạo để trồng rau là hơi mệt. Bởi vì nó là đất thịt nặng. Úi giời, không bé nổi. Trồng rau màu, nhất là những cây rau màu ngắn ngày, người ta phải cần đất tơi xốp. Đấy. Đất tơi xốp thì cái bộ rễ nó chủ yếu là rễ nhỏ mà, rễ tơ, rễ chùm. Đấy, cho nên là nó phải tơi xốp thì nó mới sống được ở trong cái đất đó. Nên cái đất này thì rất chắc. Như vậy là qua kiểm tra tầng đất mặt tại khu ruộng mà anh Dương lựa chọn để trồng rau, chuyên gia nhận định đất chưa đảm bảo yêu cầu. Để trồng được rau trên khu đất này, anh Dương cần tốn rất nhiều công sức để cải tạo và mất nhiều chi phí và thời gian. Thì cháu nó làm ở đây đấy, thì sau này nó làm nhiều đây, thì diện tích sau này nó nhiều, ông bà dần dần sẽ yếu, nó không làm được thì mình sau này sẽ tiếp quản ở đây, thì mình trước sau thì mình vẫn phải làm, thì mình sẽ cải tạo dần, thì để mà làm, vì là sau này là để làm đây thì là mục đích là phải ở đây để sản xuất ở đây mà, nên là cũng phải cải tạo đất dần để không trồng những cái này, phải trồng thứ khác. Theo quy định của chương trình khởi nghiệp, khi chuyên gia xác định tiêu chí đất không đảm bảo yêu cầu, các nông hộ sẽ lập tức bị loại. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nhung, mặc dù khu đất chưa đảm bảo yêu cầu, nhưng vẫn có thể cải tạo. Vì thế, chuyên gia vẫn quyết định cho anh Dương thêm một cơ hội. Trước mắt mà chúng ta muốn trồng rau, thì điều đầu tiên là đất phải tơi xốp. Đấy, thế và hiện nay cái đất này thì nó rất là chặt và... Tất nhiên nó là trồng lúa, chúng ta vừa thu hoạch thì đất nó chưa khô thì chúng ta phải cảm thấy cái độ chặt nó lại càng cao hơn. Thì cái hướng cải tạo của chúng ta trước mắt là chúng ta phải cày cuốc lên luống. Đấy, lên luống xong và chúng ta phơi khô xem là cái độ kết dính của đất nó đến đâu. Nếu như nó kết dính nhiều, chúng ta đập mà nó không tơi ra được ấy. Đấy, thì chúng ta phải tăng cường là bón cái phân hoai mục. Mà chủ yếu là từ rác thải thực vật. Vâng.
thì nó sẽ giúp cho các cái bùn, nó sẽ giúp cho đất tơi xốp hơn. Ví dụ như là vụ mùa vụ lúa sang năm, chúng ta tận dụng toàn bộ cái rơm rạ của cái khu 5 hectare này, chúng ta dồn lên đây và chúng ta cải tạo cái đất này thì may ra chúng ta mới trồng rau được. Mong muốn của anh Dương là sẽ khởi động vụ rau đầu tiên vào mùa xuân năm 2022, tức là chỉ còn vài tháng nữa. Tuy nhiên, theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, với khu đất này, việc cải tạo cần ít nhất 2 năm thì cây rau ngắn ngày mới phát triển tốt. Liệu những kế hoạch của anh Dương có phải chậm lại? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Anh Dương đang đối mặt trước hai sự lựa chọn: phát triển mô hình trồng rau ngay từ đầu vụ xuân đồng nghĩa với việc hiệu quả sản xuất có thể kém. Nhưng nếu cải tạo đất, anh phải cần chờ ít nhất 2 năm. Liệu có giải pháp nào dành cho anh Dương trong hoàn cảnh này? Hôm nay chuyên gia về đấy, thì khảo sát giúp mình ý, thì mình nhận thấy là mình cũng rất là nhiều vấn đề khó khăn trong cái việc mà chuẩn bị, các công tác chuẩn bị để cho mình bước vào sản xuất. Theo chuyên gia Nguyễn Thị Nhung, trước mắt trong vụ xuân tới, anh Dương sẽ đưa một vài loại cây ngắn ngày vào trồng thử nghiệm để đánh giá chất lượng, nên đặc biệt ưu tiên các loại cây trồng họ đậu sẽ có tác dụng cải tạo đất tốt hơn. Vẫn phải xem lại đất, chứ còn bây giờ mà chúng ta trồng ngay mà chúng ta không có cái phân hoai mục nhiều để chúng ta bón xuống ấy, là rất khó sống trên cái đất này. Đầu xuân này cháu muốn trồng ngay, thì ngay bây giờ cháu phải phơi ải cái đất này, nghĩa là cháu phải cày, dùng cày để cày cái tầng đế cày lên, xong để phơi cho những cục đất nó thật nhỏ. Chuẩn bị trồng rau vụ xuân thì có rất nhiều loại rau có thể trồng được vụ xuân đấy, ví dụ như các loại cây họ đậu. Cây họ đậu cải tạo đất đấy, ví dụ như đậu, thế rồi trong vụ này cũng có cả dưa chuột đấy, chúng ta cũng có thể trồng được. Thế rồi bắt đầu các loại rau trồng từ xuân để bán cho hè, ví dụ như chúng ta trồng mồng tơi, rau đay, rau muống đấy, rất nhiều loại rau. Việc anh Dương trồng rau ngay ở vụ xuân tới chỉ là biện pháp thăm dò, nên anh Dương chỉ nên thử nghiệm trồng trên diện tích nhỏ khoảng vài sào, vừa trồng cây vừa cải tạo. Dần dần khu đất canh tác của anh sẽ dần trở nên màu mỡ. Tiếp theo, chuyên gia sẽ khảo sát tiêu chí về nguồn nước. Nhà cháu đây có cái nguồn nước đây cũng rất thuận lợi. Và đây nước giếng khoan, hai cái nước giếng khoan mạch nước nhiều lắm. Đây, thế cháu múc lên cho cô xem. Thế thì nếu mà chúng ta muốn trồng rau thì chúng ta nên chủ động nguồn nước là nước giếng khoan, và nhà cháu đã có sẵn đây, có sẵn cái bể, bể chứa nước giếng khoan lại còn lọc nữa thì vâng. Thì nói chung là cái nguồn nước tương đây. Đối tốt để tưới rau được. Nước đây cô này. Nước thì rất là trong. Đấy, nước trong mà không có mùi. Nước trong không mùi, không có gì xét gì cả. Trước mắt thì theo cô nghĩ thì cái nguồn nước này cũng có thể là để tưới rau được. Như vậy là chuyên gia Nguyễn Thị Nhung đã đồng ý để anh Dương sử dụng nguồn nước này để tưới cho cây rau. Tuy nhiên sau này, khi làm theo tiêu chuẩn, anh Dương cần có bước kiểm định và phân tích chất lượng nước tại các cơ quan có thẩm quyền. Các tiêu chí còn lại về cây giống, nguồn vốn và nhân lực sản xuất, chuyên gia sẽ quyết định để cho anh Dương thêm thời gian để chuẩn bị. Chương trình sẽ tiến hành khảo sát khi anh Dương có bước cải tạo đất theo đúng quy trình được chuyên gia hướng dẫn.